Ok, hello xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại kênh channel Hello Thắng TT và mình là Thắng này. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục một tập Minecraft tiếp theo của Thắng đây. Thì hôm nay có một cái thử thách của cái thằng trẻ con bên cạnh nhà mình ấy, cái thằng hàng xóm mình, nó thử thách mình. Còn nó thử thách mình cái nhiệm vụ gì thì tí nữa các bạn sẽ biết nha. Ok, và nếu như bạn thấy cái video này của Thắng hay thì hãy nhớ để lại cho Thắng một like, một đăng ký kênh để có thật nhiều động lực dành video Minecraft tiếp theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Hình như là trời mưa sao bạn ơi? Đúng rồi, trời mưa luôn này. Ui, mình cứ tưởng là cái phiên bản Minecraft của mình nó không mưa được thì hóa ra là mưa này. Wow, trời mưa nhìn sướng ơi là sướng luôn. Từ lúc chơi Minecraft đến bây giờ mới thấy trời nó mưa này. Ui, cái phiên bản này trời mưa đẹp thật, như kiểu là mưa ở bên ngoài luôn ý. Nhìn thật dã man luôn. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời mưa to luôn ý. Để cái đinh ba của mình, bây giờ mình sẽ lấy cái đinh ba của mình ra nghịch nha. Ui, có hai tên zombie kìa. À, bố láo. Bố láo này, thấy chưa, cái đinh ba của mình gọi sấm sét kìa. Đó, đó, mày, mày nè. Trời ơi, mà chết này, dám lẳng vàng ở nhà mình nha. Ui, gà của mình nó đi ra ngoài hết kìa. Ui, trời, chết rồi, tự nhiên đi vào cái đống lửa làm gì. May quá, không bị mất tiết. Đây này, mình sẽ cho các bạn xem này. Nhìn, 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 nhìn này, nhìn. Nhìn, ấy. Người lợn thây ma này, ui trời ơi. Tại vì mình nhiều lợn quá nên là mình phải biến bọn nó thành con lợn thây ma để cho bọn nó đi bớt đi chứ là. Ui, anh người sắt oánh bọn lợn thây ma kìa. Ui, bọn lợn thây ma nó tự phá lên hàng rào cơ. Trời ơi, mày chết này, ai bắt chúng mày phá hàng rào của tao. Anh người sắt, ui, oánh nó, oánh nó. Ui, 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 ui. Sao mình mới phi một cái mà nhiều bọn người lợn thây ma thế nhở? Ôi chết rồi, bọn nó oánh mình rồi các bạn ơi. Thôi sao một tên đuổi mình rồi. Mày nè. Ôi, mày nè. Ôi, 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 chết rồi, chết rồi. Chạy vào nhà các bạn ơi. Quay, 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 quay. Có nó đuổi mình đông nghịt luôn. Vậy anh ấy sắt này không đánh bọn nó nữa rồi. Anh ấy sắt lại chui vào trong kia rồi. Ôi trời ơi, chết rồi. Bây giờ một mình oánh bao nhiêu cái tên người lợn nhở. Quay, thôi xong, thôi xong, thôi xong. Mày vào đây, mày vào đây nè, mày vào đây, mày vào đây. Chết rồi, đông quá các bạn ơi, đông quá. Kiếm, kiếm, kiếm đây. Chiếc cái này phi, ô, mi này. Chúng mày vào đây, ui, 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 mấy con chó của mình. Ui, 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 ui. Có tên phù thủy, tên phù thủy. Cút, đúng rồi, mày chui vào đây, chui vào đây. Ui, 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 vào đây. Vào đây, vào trong nhà của mình thì không bao giờ có thể ra được đâu. Thịt này, trời, đồ của mình đâu hết rồi. Ui, mình bị nhiễm độc bởi cái tên phù thủy kia rồi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Chết, 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 chết. Còn tí máu này. À, đây là độc các bạn ơi. Đây là độc tố, độc tố, độc tố. Ôi, 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 ôi. Thằng nào mình phải ra sửa lại cái chuồng lợn đã lên không nào. Lợn của mình nó đi hết bây giờ. Chết, 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 chết. Phải ăn. Ui, bọn lợn thay ma nó canh sẵn cơ. Đóng, đóng cửa lại, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Chết thật. Nó canh sẵn mình. Bây giờ mình ra là chúng nó quánh hội đồng mình đấy. Ui, ui, ui. Thầy, nó định vào nhà mình. Wow, wow. Đúng rồi, quánh nó, đúng rồi, đúng rồi. Mấy cái tên người lợn thây ma bị anh người sắt oánh cho té le luôn kìa. Ui, công nhận là tạo ra anh người sắt có ích. Ôi, ui, ui, vẫn đuổi mình, vẫn đuổi mình. Ui, trời ơi, mình hết máu rồi các bạn ơi. Ui, anh người sắt đâu rồi? Hình như là anh người sắt bị mấy cái tên lợn thây ma oánh chết rồi sao ấy. Một tên anh người sắt ở trong này. Trời ơi, sửa chung lợn, sửa chung lợn. Ui, 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 chúng mày cút ra để bố mày sửa chung lợn cay. Chúng mày cút ra. Hình như là mấy cái tên người lợn thây ma không đuổi mình nữa các bạn ơi. Ôi, cút xa, cút xa. Ôi, ôi. Ôi, ôi, đông quá. Chết rồi, lợn mình. Ôi, dẹp ra, chúng mày dẹp ra, dẹp ra, dẹp tập thịt hết chúng mày bây giờ. Cút, 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 trời ơi, đặt. Ôi, ôi, không đặt được luôn này. Được, 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 có chỗ trống, có chỗ trống rồi. Mình đặt một cái hàng rào lên trên này thảo nào. Rõ ràng đặt được rồi mình nhưng mà không thấy hàng rào đâu. Tưởng là bị lang cơ. Trời ơi, vẫn mưa bạn ơi. Chết rồi, lại đặt nhầm luôn. Ui chủ ui, đóng cửa lại, đóng cửa lại. Nhầm, sorry, sorry. May quá, vẫn còn lợn. Ok các bạn ơi, bình yên rồi nè. Và đây, mình đã tạo ra một cái hòm gọi là hòm thư thử thách đấy. Tất cả các bạn nào có cái thử thách gì thì hãy comment cho mình. Đấy, thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái thử thách của cái thằng hàng xóm nó giao ra cho mình. Đấy, nó đã viết một cái sách và nó đã nhét vào cái hòm cho mình rồi. Đấy, các bạn chỉ cần viết thử thách và comment cho mình thì mình sẽ viết lại vào cái quyển sách này. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái hòm này ra và đọc cái quyển sách của cái thằng hàng xóm này nữa. Thử thách mình, các bạn xem này, cái nhiệm vụ gì nào. Wow, có vật phẩm này. Đầu lâu bộ xương Winter, cắt linh hồn, mũi tên ma quỷ. Ôi dồi, mới ra cái hòm thư nhận thư cái thôi mà trở ra tối này. Ơ nhưng mà đọc sách kiểu gì ta? À đây, hình như là ấn chuột phải sao? Đây đây.
Chào anh Thắng TT, em có thử thách dành cho anh đây. Em tặng cho anh hai vật phẩm, đó là đầu lâu uy thơ và cát linh hồn. Trời ơi, viết chữ uy thơ còn sai này. Anh hãy xếp cát linh hồn thành chữ T, rồi đặt ba cái đầu lâu uy thơ lên đỉnh chữ T, rồi sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Ai, chúc anh may mắn nha. À, tặng anh 30 mũi tên của quỷ lửa. Vĩnh biệt anh. Sao phải vĩnh biệt mình ấy? Không biết bạn này có chôn mình hay là cái gì gì không, nhưng mà viết chữ uy thơ còn sai này. Đáng nhẽ là phải viết chữ V kép này, Y mà T H R thế mới đúng. Ok, mình sẽ lấy mấy cái vật phẩm này và bây giờ mình sẽ làm y như là cái thằng hàng xóm nó bảo mình các bạn ơi. Nhưng mà phải đề phòng đã. Xem là tạo ra cái gì này. Tạo ra con bốt này, chết mình luôn, mình phải đề phòng ra đây này. Đấy, đợt trước ở cái video trước ấy, mình nghịch mấy cái quả bom TNT ấy, thế là bây giờ có nguyên một cái hố bom nguyên tử ở đây này. Thôi, mình sẽ xếp cát linh hồn thành chữ T này. Đó, đó, bên này này. Bên này thì thành chữ T này. Đó, không biết nó ra cái gì đây. Đâu nhỉ? Cái đầu lâu đâu? Đây, đầu lâu xương uy thơ đấy. Viết chữ uy thơ như này mới đúng nè. Đặt vào đây này. Đặt vào đây này, đặt vào đây. Ê, làm gì có cái gì xảy ra đâu? Hay là sai nhỉ? Mình phải đọc lại cái cuốn sách này mới được các bạn ơi. Thành chữ T. Đặt ba đầu lâu lên đỉnh chữ T. À, đặt ba cái đầu lên đỉnh chữ T các bạn ơi. Phá đi, sai rồi, mình đặt sai rồi. Chắc là đặt lên đỉnh như này. Đó, đỉnh ba cái block kia gọt. Ok, nhặt nó lại. Ba cái đầu lâu ấy. À, ba cái đầu lâu này là đi tìm ở bên dưới địa ngục nha các bạn ơi. Cái gì đây, cái gì đây? Ui, hình như là một con boss các bạn ơi. Biết ngay mà. Có cái thanh máu trên đầu là biết ngay là con boss rồi mà. Không biết là có quánh mình không. Ui chúi. Ui, nó quánh mình, nó quánh mình, bạn ơi, nó quánh mình. Thôi xong rồi, thế này là mình bị cái thằng hàng xóm mà chôn mình rồi. Chuẩn bị đồ quánh nhau các bạn ơi. Thôi xong mình rồi. Đâu rồi? Đây, 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 mày, mày. Ua, ua. Cái con này nó phải gấp mấy lần cái quả bom TNT này. Ôi ôi trời, mình chưa có bắn được đâu mà nó quánh mình rồi. Cái con bot này hình như máu nó cũng kém, sao mình bắn một phát là bị mất một tí xỉn luôn. Ôi ở trên đầu mình luôn này, trên đầu mình luôn này, mình cứ tưởng là nó ở đâu cơ. Ôi chạy 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 chạy. Mày này. Ôi chóng mặt quá ơi, chạy chạy chạy. Ôi. Ôi giời. Nó bay nhanh dã man luôn, nó vẫn ở trên đầu mình luôn này. Ui. Ui. Chạy nhanh thật đấy. Chết 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 chết. Chết mình rồi. Wow. Ui, chạy đi ra đầu kia các bạn ơi. Chạy đi ra bụi cây đi. Chạy đi ra bụi cây nhanh lên. Nó ở đấy, nó ở trên đầu mình. Nó ở trên đầu mình. Chạy đi ra bụi cây đi. Có cái cây nó chắn cho mình rồi. Ăn máu vào. Ui 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 ui. Qua đây qua đây qua đây. Vào bụi cây, vào bụi cây, vào bụi cây. Vào trong này. Quay. Ui, sống rồi các bạn ơi. Thịt lợn đâu rồi, thịt lợn đâu rồi. Ăn thịt lợn đã. Ăn thịt lợn cho hồi máu ngay. Wow. Mà cái con bot này nó hồi máu nhanh dã man luôn. Rõ ràng là lỗi mình bắn nó mất tiết rồi. Mà bây giờ tiết có đầy căng này. Ui ui ui. Ui là bác mình đợi được. Không được đâu. Đợi được nhưng mà nó có độc. Ây 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 ây. Người ta đang căng thẳng. Đậu xanh con sư cô. What the hell. Thôi xong. Xong rồi. What the hell, cái con xương khô. Mình còn tí xìn máu là cũng bắn mình. Mày may nè. Ui. Thôi ơi, các bạn bắn con này cứ lấp lấp ở ở dưới gốc cây nhà. Nó không làm gì đâu. May này. May này. Wow. 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 Ui. Đậu quánh mình một phát này. Thôi. Mình quánh thì nó mất bao nhiêu là tiết rồi. Táo vàng nè. Cái táo vàng này là của mình nha, chứ không phải là mình lấy ở cái chế độ sáng tạo đâu. Tí nữa mình mới lấy, tí nữa mình mới lấy. May này. Ôi. Tí nữa mình mà mình không tiêu diệt được cái con quái này thì mình sẽ lấy đồ trong sáng tạo mình quánh nó. May này. May này. Á á á. May này. Cảm ơn các bạn cứ đứng ở dưới gốc cây cho mình. Nó không làm gì được đâu. Chạy sang bên này. Ôi dồi ôi. Mày ngó đầu ra. Nó còn chơi lấp lấp với mình chứ. Mày ngó đầu ra đây. Mày ngó đầu ra đây. Tao có tao vàng, tao không sợ mày đâu. Mày ngó đầu ra đây. Ôi trời. Mày này.
Trúng rồi, úi ôi, chúng mình không trúng nó. À, úi, đá trên đầu của mình rồi. Mày chạy. Úi ôi, không biết đừng làm mà làm luôn. Đang bị trăng trọng đây. Thôi mình sẽ nói ít thôi các bạn ơi, nói nhiều quá là nghèo luôn bây giờ. Rồi. Ê. À đây. Mày nè, mày không làm gì tao đâu. Wow. Dồi ôi, mình rất được 50% tết của nó rồi kìa. Ôi, nhảy lên. Trời ơi, vào trong này nó cũng vướng các bạn ạ. Cây nó thấp quá, mình không nhảy được. Ui. Vâng, giết được 50% máu của nó rồi, nhưng mà mình lại teo. Đâu rồi, mày đâu rồi, mày ra đây. Mày đợi tao uống cái lọ thuốc sức mạnh này cái. Đồ nhỉ. Nó chạy rồi các bạn ơi. À, đây, mày nấp vào cỏ đấy mày. Nấp, ôi, mày tưởng mày nấp vào cỏ mà tao không thấy à. Ái xạ, nó ở trên đầu mình luôn. Mày đấy. Mày nè. Mày không làm gì được tao đâu. Wow, nó có ba cái đầu, nó phi. Ôi, tôi chết mình rồi. Xong mình rồi, không nhảy được lên. Ôi, xong. Ui, đường lên đâu. Lấp đây, mày quá. Ôi, chết rồi, bây giờ lên kiểu gì ta? À, kìa. Ăn cái quả táo đã. Đấy, bây giờ mình mới lên táo vào cái chế độ sáng tạo ra này. Tội gì game này nó cho mình chơi gian lận thì mình cứ lấy thôi. Mình cứ lấy ít hay là nhiều mới là vấn đề. Đâu. Ui, đây, trước mặt mình luôn. Được tầm khoảng 40% hết của nó rồi. Đâu rồi? À, mày vào đây. Mày vào đi. Trời ơi. Trời ơi, cố lên các ơi. Sắp rồi, nó lại hồi máu kìa. Ui, còn không cả lên được luôn. Tụi mình đang chóng hết cả mặt luôn này. Không, mày này cái đầu này. Mày này. Ui, trời ơi. Mày này. Đây. Ôi, mắc. À, ui, ôi. Trượt. Mày nè. Ôi, lại trượt sao ấy. Chết rồi, còn mỗi 10 quả táo thôi. Quả lại. Mày nè. Mày vào đây nè. Ui, còn 50% máu thôi. Cố lên. À, hình như là nó không bay được rồi bạn ơi. Đúng rồi, mày nè. Quánh, nó không bay được nữa rồi. Nó không bay được nữa rồi. Wow. Mày nè. Mày ơi. Wow. Ôi. Sau vài chục lần quánh nhau mới nóng ấy, thì cuối cùng mình cũng đã thắng được nó rồi các bạn ơi. Các bạn không biết được đâu, video lần sau mình sẽ cho tất cả các bạn xem cái ngôi làng của mình bây giờ, nó có còn là ngôi làng không hay là nó là cái vùng đất bị bỏ hoang. Quánh nó liên tục, bây giờ mình thắng này các bạn ơi. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này của Thắng, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong cái video lần sau. Bye bye.